Tiếp theo phần trước lại nói, lúc bấy giờ đột nhiên trong hư không có một mí mắt mở ra, lộ ra con mắt đầy ma tính. Đế hậu nương nương cười khẩy, lấy ra một cây cung nhỏ được cuốn từ cành liễu. Cây cung đấy giống như đồ chơi của trẻ con vậy, được vị nương nương này kéo ra, lắp một cành liễu lên bắn đi. Mũi tên cành liễu này bắn trúng ma nhãn trên hư không, con mắt ma nhãn đó nhắm lại, mí mắt kẹp gãy mũi tên. Trên trời bỗng có huyết tương đổ xuống, nhuộm đỏ cả một mảng tinh không. Mục Tiên Thiên vẫn là không nhẫn nại được, cũng muốn xem Dịch Quân Vương là đang luyện bảo vật gì, bất ngờ bị trúng một mũi tên của ta, thế nhưng cũng không bị ta bắn chết, xem ra đúng là hắn đã tu thành đế cảnh rồi. Đế hậu nương nương cất cây cung đi, nhướng mày nói. Mấy người Lâu Chính Sư nhìn nhau có phần dùng mình. Đế hậu nương nương cũng là đế cấp, dùng đế binh bất ngờ công kích Tiên Thiên Đế Quân, chỉ bắn mù một mắt của đối phương. Tiên Thiên Đế Quân đúng là mạnh tới mức khủng bố. Đế Minh Thiên Đế nhàn nhã nói, trừ phi tìm được Huyền Tẫn Thánh Địa nơi hắn được sinh ra, nếu không muốn giết hắn khó khăn vạn phần. Điều khiến ta tò mò là Dịch Quân Vương rứt cuộc luyện chế bảo vật gì đây, tại sao lại có động tĩnh lớn đến như vậy? Mục Tiên Thiên không kìm nén được thăm dò, có nghĩa là hắn cũng không biết bộ hạ của mình đang luyện thần binh gì. Ánh sáng càng ngày càng mạnh, thiên bàn cũng dần hình thành. Trên thiên bàn khắc vô số đại đạo văn lý phức tạp vô cùng. Huyền Kỳ Nhị Tẩu căng thẳng ngẩng lên nhìn Vạn Bảo Đạo Trùy. Hồi đấy Trung Nhạc luyện chế thiên bàn suýt nữa đã khiến cho Vạn Bảo Đạo Trùy vỡ tan. Lúc này thiên bàn mà Trung Nhạc muốn luyện chế, dù là công dụng hay chất liệu đều hơn trước nhiều lần. Vạn Bảo Đạo Trùy liệu có chịu nổi? Họ thật sự không dám chắc. Rắc một tiếng, Vạn Bảo Đạo Trùy phát ra một tiếng động nhỏ. Huyền Kỳ Nhị Lão dùng mình, Trung Nhạc trầm giọng, Phiền Huyên sư huynh. Âm Phiền Huyên và Phong Hiếu Trung ở bên cạnh lập tức tiến tới, đồng thanh nói, Tế đạo pháp của Thánh Linh Thể được hai người thi triển tới cực hạn. Phong Hiếu Trung từng dùng công pháp này tế mấy chục vạn thần ma của thiên đình và một tạo vật chủ trong số các viên thiên thần. Lúc này Âm Phiền Huyên lên thủ cùng hắn, hai người tế đạo, ánh sáng trên không trung càng thêm sáng chói, điên cuồng chạy vào trong Vạn Bảo Đạo Trùy. Họ tế Vạn Bảo Đạo Trùy dùng uy lực thiên địa chi đạo nâng cao uy năng của Vạn Bảo Đạo Trùy. Uy lực của Vạn Bảo Đạo Trùy lúc này đã vượt qua cực hạn của bảo vật đế quân, uy năng càng ngày càng mạnh. Trung Nhạc vung búa đánh xuống, thiên bàn cũng nhanh chóng thành hình. Đánh xuống mấy chục lần, đột nhiên Vạn Bảo Đạo Trùy lại sắc một tiếng. Huyền Kỳ Nhị Tẩu sắc mặt đại biến, vội vàng nói lớn, không đủ, thêm vài thần ma nữa đi. Các đế quân như Phủ Lê, Kiều Trùng lập tức dừng tu luyện Bạch Diệu Kim. Các tạo vật chủ thần hoàng khác cũng dừng rèn sắt, dẫn dắt thằng vạn thần ma cùng hét lớn, truyền pháp lực vào Vạn Bảo Đạo Trùy. Giờ đã không nhìn rõ được hình thái của Vạn Bảo Đạo Trùy nữa, chỉ thấy vô số ánh sáng tỏa sáng nơi tay Trung Nhạc, hắn cứ thế giáng mạnh xuống. Lúc này không còn nghe được tiếng búa đập nữa, chỉ nghe đạo âm vang lên, ánh sáng từ búa đánh xuống cũng không thấy thiên bàn mà chỉ thấy ánh sáng tỏa ra. Răng rắc. Trung Nhạc hai tay cầm búa, trong quầng sáng liên tục có mảnh vụn bắn ra, đó là mảnh vỡ của Vạn Bảo Đạo Trùy. Món bảo vật đế quân đỉnh cấp này cũng không chịu nổi thiên uy, cho dù có hàng nghìn vạn ma và cả đế quân tạo vật chủ hợp lực, cho dù có Phong Hữu Trung và Phục Khí Thị tế đạo thì cũng không tránh khỏi nguy cơ bị vỡ tan. Huyền Kỳ Nhị Tẩu khóe mắt co giật thở dài, bảo vật thành đạo của chúng ta sắp bị hủy rồi. Không hoàn hảo, vẫn không hoàn hảo. Trung Nhạc không ngừng giáng búa, thiên bà lúc này đã thành hình, khắc lên càng ngày càng nhiều đạo văn, thậm chí còn hiện lên thiên đạo văn lý phức tạp hơn, nhưng trong mắt của hắn nó vẫn chưa hoàn hảo. Mỗi lần hắn giáng búa xuống, trên thiên bàn lại có thêm nhiều đạo văn tinh tâm hơn, hoàn hảo hơn trước, nhưng mãi không tới mức hoàn hảo, không chút tì vết. Đây dường như là bảo vật mãi mãi không thể đạt tới trạng thái hoàn hảo, cho dù hắn cứ rèn mãi thì cũng sẽ không thay đổi mới tới gần sự hoàn hảo, thế nhưng không thể hoàn hảo thật sự. Cuối cùng Vạn Bảo Đạo Trùy vỡ tan, ánh sáng trên không trung cũng tiêu tán, thiên địa đại đạo không oanh kích nữa. Trung Nhạc thở hồng hộc, cánh tay tê dại tới mức không thể giơ lên. Nhưng lúc này đột nhiên cái đe vỡ tan, Vạn Bảo Đạo Lô của Huyền Kỳ Nhị Tẩu cũng tan tành. Hai món chí bảo của đế quân không thể chịu nổi uy năng mà Trung Nhạc giáng búa, vẫn là bị hủy trong quá trình luyện bảo. Huyền Kỳ Nhị Tẩu khóc không ra nước mắt, nhìn thiên bàn vì luyện chế món bảo vật này mà họ gần như dùng hết mọi sức mạnh. Trung Nhạc gần như tiêu hao cạn kiệt toàn bộ Bạch Diệu Kim tích lũy trong nhiều năm của Trấn Thiên Quan, có đáng thật không đây? Thiên bàn lặng lẽ bay lơ lửng trước mặt họ,
thần quang vô tận dần dần thu lại, cuối cùng đã lộ diện. Đó là một chiếc đĩa màu trắng bạc, cũng tương tự với thiên bàn Trung Nhạc đã luyện trước kia, nhưng tinh xảo hơn. Kỳ diệu nhất là đạo văn trên đấy không cố định mà không ngừng dịch chuyển và biến hóa. Phù văn kỳ dị bay như mây, khẽ chạm vào nó cũng động đậy. Ánh mắt của Phong Hữu Trung say mê lẩm bẩm nói: món bảo vật này thật tuyệt vời. Trên trời đột nhiên tách ra một bàn tay lớn nhắm thẳng thiên bàn tóm tới. Bàn tay khổng lồ này vô cùng khéo léo. Khi mấy người Trung Nhạc đang cố gắng thì xung quanh bàn tay lan tỏa đại đồ đằng không ngừng chấn động, phá vỡ từng tầng không gian. Đó là một bàn tay của đế quân đại viên mãn. Trên mu bàn tay còn hiện ba viên minh châu. Đó là tam đại chư thiên chi lực cuồn cuộn chảy vào bàn tay, khiến công kích của hắn mang năng lượng khủng bố. Cùng lúc đấy, xung quanh bầu trời lại xuất hiện vô số bàn tay khác thi nhau thò về phía thiên bàn. Nhưng lúc này hư không chấn động, đế uy lan tỏa, một thanh đại kiếm chém xuống, phập chặt đứt các bàn tay kia, máu bắn tung tóe lên không trung. Trong thánh địa của Thủy Long Thị ở Đế Tinh vọng ra một tiếng hự. Tộc trưởng Thủy Long Thị mặt biến sắc, rút tay vào trong hư không về. Cánh tay của hắn đứt được hiểu tay, chỗ đứt phẳng lì, còn có đế cấp đồ đằng văn không ngừng xâm thực vào vết thương. Mau, mau tế đế binh! Tộc trưởng Thủy Long tộc kêu lên thảm thiết, tộc lão đã bị kinh động, vội vàng tế đế binh áp chế vết thương. Tộc trưởng Thủy Long tộc nhìn ra ngoài Đế Tinh, mặt tái đi kêu lớn: đế cấp ra tay rồi, lần này không chỉ ta bị gãy tay, các tộc trưởng khác cũng không sơ mũi được gì cả. Gần như cùng một lúc, từ các đại đế tộc như Thiên Nguyên Thị, Lệ Liên Thị, Lật Lục Thị, Tôn Lư Thị, Bá Hoàng Thị đều vọng ra một tiếng kêu thảm thiết. Trong thánh địa các tộc, đế binh hồi tỉnh, đế uy đầy trời, thủ lĩnh của hơn 10 đế tộc đều bị chặt đứt tay. Thời gian này quân của Trung Nhạc tới Đế Tinh xây dựng phá thiên quan, luyện chế thiên bàn, đã kinh động tới cường giả trên Đế Tinh. Các thế lực tầm thường nào dám cướp bảo vật của Trung Nhạc đây, chỉ có đế tộc mới dám ra tay. Nhưng tộc trưởng của các đế tộc này cũng không dám lộ diện, dù sao thì thế lực của Trung Nhạc quá lớn, đã hơn cả các đế tộc thông thường, chỉ có thể đột ngột ra tay nhân lúc hỗn loạn mà cướp đi. Thế nhưng không ngờ các vị đế cấp trên Đế Tinh cũng nhăm nhe thiên bàn muốn đoạt đi nó. Vị đế cấp tế đế kiếm kia không biết là ai, một kiếm chặt đứt toàn bộ tay của các tộc trưởng đế tộc muốn đoạt đi thiên bàn. Từ trên trời rơi xuống hơn chục cánh tay của các đế quân đại viên mãn, có cánh tay còn cầm bảo vật chư thiên, tất cả rơi rào rào xuống phá thiên quan. Thanh đế kiếm kia vô cùng linh động, khẽ gảy là gảy thiên bàn nảy lên. Nhưng lúc này bỗng có tiếng gió phần phật, một lá cờ lớn bay tới quấn chặt đế kiếm, dùng lực giật mạnh hất bay đế kiếm rồi cuốn lấy thiên bàn. Tiếp đó lá cờ đó liền chui vào trong hư không. Một đầu của lá cờ vừa cắt vào không gian thì rung mạnh, từ trong không gian bay ra, cờ mở rộng, thiên bàn rơi xuống. Thứ đã đẩy lui lá cờ đó là một cái đại đỉnh ẩn mình trong không gian. Đại đỉnh lan tỏa đầy uy khủng bố, thâm sâu mà bao la, từ sâu trong không gian bay ra, đâm mạnh vào lá cờ. Chiếc đỉnh lớn đó xoay chuyển, miệng đỉnh hướng xuống dưới, thần quang bắn ra hút lấy thiên bàn vào trong. Lúc này, phía sau đại đỉnh xuất hiện một chiếc côn dài 36 đốt, đánh mạnh lên chân đỉnh, khiến cho chiếc đỉnh lăn về phía trước. Cây côn dài phát ra tiếng keng keng, 36 đốt đột nhiên tách rời, giống như kim long dương nanh múa vút vậy, ngoạm lấy thiên bàn lắc mình lao đi, rồi bị đế kiếm chấm vào điểm cách gáy 7 thức. Miệng rồng liền mở ra, thiên bàn rơi xuống. Thanh đế kiếm vừa hất được thiên bàn lên thì thấy một mũi tên lá liễu bắn tới, bắn lệch hướng đi của đế kiếm. Mũi tên lá liễu bắn trúng thiên bàn đẩy về phía đại doanh. Tiếp đó hư không tách ra, một tấm hắc bào từ trên không trung đáp xuống, bọc lấy mũi tên lá liễu và thiên bàn, lắc mạnh, mũi tên lá liễu tan thành cho bụi. Tấm hắc bào bay lên, bay về hư không. Đột nhiên trong thiên hà đại doanh, đế minh thiên đế cởi bỏ đế bào. Đế bào giống như mặt trời, chắn cả trời vào bầu tinh không lại, để hắc bào chui vào trong đế bào, không trở lại hư không giới được. Đế minh thiên đế định thu đế bào về, thì thấy một lá cờ lớn bay tới. Cờ, thương cắm trên đế bào, xuyên qua cả đế bào và hắc bào, găm chặt cả hai tấm áo choàng trên tinh không. Đồng thời đế kiếm rạch sách đế bào, cây côn biến thành kim long chui vào trong áo bào. Đại đỉnh định hút hết đế bào, đế kiếm và lá cờ kia, nhưng một mũi tên lá liễu khác bắn tới, keng một tiếng bắn trúng đại đỉnh. Vô số đế binh đế bào tranh đấu không ngừng. Thế nhưng lúc này Trung Nhạc kể vang tiếng nói vọng lại: trừ đế, món bảo vật này cho các ngươi có dùng được hay không? Bảo vật ta luyện ra các ngươi đừng ai mơ tưởng mà lấy đi được. Trung Nhạc hét một tiếng, thiên bàn xoay tròn, tránh được hết các món đế binh bay về bên của hắn.
Đế kiếm, đế bào, hắc bào, đại đỉnh, tất cả bảo vật đều truy kích tới. Chư vị, đế binh của chiến thiên quan đâu? Trung Nhạc vừa dứt lời, phù tăng thần thụ lập tức bay lên, chấn thiên hạ đỉnh lơ lửng ở trên không. Lung Điệt và Kiều Trùng mỗi người tế một món đế binh, Trung Nhạc phải tế áo tế tạo hóa huyện môn. Uy năng của ngũ đại đế binh bạo phát, nối thành một mảnh, chặn hết các món đế binh đế bảo lại. Trung Nhạc định đưa tay bắt lấy thiên bàn thì trong lòng bỗng có cảm giác sợ hãi, cảm thấy như cái chết đang tới gần. Sau đấy hắn thấy một ngọn cây khổng lồ phá vỡ từng tầng không gian lao về phía hắn. Ngọn cây gỗ đó khô héo, trên cành cây là một con quạ đang ngủ. Đây chính là sinh mệnh của thú. Trung Nhạc dựng cả tóc gáy, không dám liều đỡ, vội quay người bỏ chạy. Con quạ trên ngọn cây há mỏ mổ lấy thiên bàn. Cây gỗ đó xuyên qua hư không định bỏ đi, đột nhiên một cây búa lớn quét tới, đập mạnh lên ngọn cây, đánh bật cả cây và con quạ ra khỏi hư không. Bích Lạc tiên sinh tay cầm thiên phạt, sát khí đằng đằng, nhấc thiên phạt cự chùy đập xuống ngọn cây kia. Trung Nhạc luyện thiên đạo chí bảo ở ngoài đế tinh, Bích Lạc tiên sinh là sứ giả của trời, ở thế gian đương nhiên là bị kinh động tới để kiểm tra. Còn sinh mệnh của thú vốn ẩn mình trong Bích Lạc cung, sau đó vì một kẻ lấy mất trước mặt bao nhiêu người, Bích Lạc tiên sinh cũng chưa tra ra được kẻ ra tay là ai. Lúc này ngọn cây tái hiện, chẳng trách hắn động nộ, đích thân cầm thiên phạt tới. Tiếng động lớn vọng lại, thiên phạt đập xuống sinh mệnh của thú. Các đế binh khác cũng bị thiên uy chấn động, run lẩy bẩy, uy năng không còn được như trước, không thể chống cự được với thiên phạt. Thiên đạo có sự áp chế tự nhiên đối với những đế binh này, cho dù là cường giả đế cấp đích thân tế đế binh thì cũng không thể chống đỡ được thiên phạt. Chỉ có uy năng của ngọn cây thần thụ kia thực sự quá mạnh, là tiên thiên linh căn nên mới đọ sức được. Nguy rồi, lại động tới nhiều cường giả khủng bố như vậy. Nhưng Bích Lạc tiên sinh ra tay chưa chắc đã là xấu. Trán của Trung Nhạc túa mồ hôi lạnh, lập tức thu thiên bàn về, ngẩng lên thì thấy sinh mệnh của thú bị thiên phạt đập cho chui vào trong hư không. Rồi các món đế binh đế bảo từ bỏ thiên bàn quay sang truy kích sinh mệnh của thú. Không gian rung chuyển dữ dội, từng tầng không gian vỡ ra. Xem ra thiên bàn vẫn chưa luyện thành, không sánh được với thiên đạo chi báo như là thiên phạt. Trung Nhạc trong lòng có phần mất mát, cho dù hắn đã dốc hết sức điều động mọi năng lượng để luyện chế thiên bàn, nhưng vẫn không thể so sánh được với thiên phạt của Bích Lạc cung. Nhưng có thể dẫn tới sự chú ý của cường giả đế cấp đã là rất cừ. Sinh mệnh cổ thú rút cuộc đã rơi vào tay ai đây? Nhìn từ hình thái và thủ đoán công kích của những món đế binh, đế bảo này thì có thể nhận ra chủ nhân của nó. Chỉ riêng chủ nhân của sinh mệnh của thú là không thể. Trung Nhạc ngẩng lên, trên tinh không truyền tới từng trận dao động. Đột nhiên có ngôi sao tàn lụi, đó là ngôi sao bị ảnh hưởng từ chiến đấu ở Tử Vi. Đế bảo đương nhiên là của đế minh thiên đế, mũi tên lá liễu là của đế hậu, khí tức của đế kiếm có phần giống với công pháp của Trung Ương thị. Lá cờ lớn kia dường như có khí tức của Thanh Hà đại đế, của Thanh Hà thị. Còn cây côn kia mang khí tức của Kim Thiên thị. Còn tấm hắc bào kia, Trung Nhạc có cảm giác quen thuộc, dường như hắn đã từng gặp ở đâu đấy. Thanh Hà đế và Kim Thiên đế là hai vị đế khác trong số thất đế đoạt vận. Thanh Hà, Kim Thiên, Trường Sinh, Kim Mô, Dương Hầu, Đế Minh Thiên đế và Tiên Thiên. Bảy vị đế này là chủ lực công khai của cuộc tranh giành ngôi đế. Lần này Trường Sinh đế không ra tay, Kim Mô và Dương Hầu vẫn ở vũ trụ cổ xưa. Lẽ nào người lấy được sinh mệnh của thú là Trường Sinh đế của Trường Sinh thị ư? Trung Nhạc thu lại thiên bàn, tinh quang lóe lên trong mắt, nghĩ ngợi. Mà đế kiếm thì mang khí tức của Trung Ương thị, lẽ nào Trung Ương thị cũng có một vị đế còn tồn tại sao? Chẳng trách Đế Minh Thiên đế vẫn luôn không chịu bỏ được Lật Lục thị. Lật Lục thị liên thủ với Trung Ương thị, Đế Minh thị là đế tộc của Đế Minh Thiên đế, đồng thời đối phó với Tiên Thiên cung và Trung Ương thị. Đế Minh Thiên đế cũng là không đủ sức rồi. Thất đế đoạt vẫn không có mặt đế của Trung Ương thị, xem ra hắn cũng muốn giấu thực lực chứ không chịu để yên. Món đế binh kia đối với thiên phạt càng ngày càng kịch liệt. Bích Lạc tiên sinh cũng đích thân vào trận, không những tấn công sinh mệnh cổ thụ mà còn công kích cả đế binh đế bảo khác nữa, không để mặt chút nào. Hắn đã tức giận thật sự. Những cường giả đế cấp kia rõ ràng là muốn mượn gió bẻ măng, cũng muốn lấy sinh mệnh cổ thụ, nên hắn cũng không để tình. Chiến đấu càng ngày càng xa, cuối cùng Trung Nhạc cũng không nhìn rõ được tình hình chiến trường, chỉ cảm thấy một luồng dao động khiến cho người ta sợ hãi truyền tới. Sinh mệnh của thụ đã chết rồi mà vẫn còn uy năng đáng sợ như vậy, đủ để chống đỡ thiên bàn. Đại tư mệnh năm đấy đúng là cử khôi. Mà con quạ đen trên cây kia...
Trung Nhạc bỗng giật mình, hắn đột nhiên nhớ ra, khi sinh mệnh của thú rơi ra từ Bích Lạc Cung, trên cây có một con quạ đen bám ở trên cành. Mà lúc này, khi sinh mệnh của thú xuất hiện, hắn vẫn nhìn thấy con quạ đó ở đấy. Cho dù thiên phạt và sinh mệnh của thú có va đập mạnh, nó cũng không ảnh hưởng gì. Vị đế cấp thần bí kia có được sinh mệnh của thú đã lâu như vậy, cũng không đuổi được con quạ kia đi. Nguyên Nha Thần Vương cũng là một con quạ đen, lẽ nào sinh mệnh của thú đã được Nguyên Nha Thần Vương động tay động chân hay sao? Trung Nhạc thầm nghĩ, vị đế đoạt đi sinh mệnh của thú lẽ nào có liên quan tới Nguyên Nha Thần Vương ư? Sinh mệnh của thú là thánh dược của Đại Tư Mệnh, một trong tam đại linh căn, chắc chắn Đại Tư Mệnh sẽ đoạt lại sinh mệnh của thú. Vậy thì trên cây có một con quạ là ý tứ gì? Sinh mệnh của thú đã chết, tại sao Nguyên Nha Thần Vương vẫn coi trọng nó như vậy đây? Trung Nhạc suy nghĩ mãi không hiểu, trận hỗn loạn dần yên tĩnh trở lại. Trong Phá Thiên Quan, mấy người phù lê đang dọn dẹp những cánh tay gãy và bảo vật ở trên đất, chẹp chẹp miệng. Chà, có tới hơn 10 cánh tay của đế quân đại viên mãn, chư thiên cũng rất nhiều, đế tinh đúng là giàu có mà. Trung Nhạc cười nói, đế tinh đương nhiên vô số của cái, phù lê, người cũng là đế quân. Những cánh tay đế quân này, người không dùng tới, giao cho tướng lĩnh tiên thiên cấm quân luyện hóa đi, ít nhiều cũng coi như là cơ duyên. Phù lê cũng đành dâng lên số tay đế quân và chư thiên này. Trung Nhạc ban tay đế quân cho Xích Tùng, Hỏa Dung. Tay đế quân hắn cũng không để mắt, nhưng với bọn Xích Tùng thì là bảo vật đáng giá, trong đấy chứa tinh khí của đế quân, còn có thần cốt có thể luyện bảo. Nếu để luyện được một hai đồ đằng đại đạo của đế quân đại viên mãn thì lại càng hoàn hảo. Còn chư thiên thì Trung Nhạc xung quân khố để cho chư quân tế luyện nâng cao thực lực. Lần này Trung Nhạc luyện bảo, các cường giả đế cấp tới cướp, không những thiên bàn không bị cướp mà còn có được rất nhiều bảo vật. Quân lính trên dưới đều vui mừng, ánh mắt nhìn đế tinh đều đầy thèm muốn. Chỉ hận không thể đánh tới đế tinh mà cướp một trận. Thật muốn ăn cả đế tinh quá đi. Kiều Trùng nữ quân liếm liếm môi cười nói, Trung Sơn Thí, ta thích nàng kia đấy, có muốn đẻ ra không? Tiếng của Tân Hỏa vọng ra trong đầu Trung Đại Quan Nhân. Trung Nhạc làm như không nghe thấy. Kiều Trùng nữ quân là con tộc mẫu hoàng, hơn nữa còn là đế cấp đế quân. Ngọn lời nhỏ này cũng quá tùy tiện rồi. Phù Kỳ Chi nhíu mày nói, những cường giả đế cấp này tới tranh đoạt sinh mệnh của thú, liệu có quay lại đoạt món bảo vật chúng ta luyện chế hay không đấy? Chắc không đâu. Trung Nhạc ngẩng lên nhìn trời, cười khẩy nói, vì tiên thiên đế quân cũng đã tới rồi. Ánh mắt của Trung Nhạc lay động, chiếc hắc bào kia chính là hắc bào của tiên thiên đế quân, nhưng là áo bào của ma đạo chân thân của tiên thiên đế quân. Hắn từng thấy ma đạo chân thân của tiên thiên đế quân, từng ngồi trước ma đạo chân thân của hắn tham ngộ tiên thiên ma đạo, nhận được ích lợi thật lớn. Nếu căn cứ theo khí tức trên hắc bào thì có lẽ ma đạo chân thân của tiên thiên đế quân đã tới, e là lúc này đang giấu mình trong hư không giới. Hư không giới chỉ có nguyên thần hoặc chân linh mới vào được, nhưng nhục thân của tiên thiên thần ma chính là nguyên thần. Hiển nhiên ma đạo chân thân của tiên thiên đế quân ẩn mình trong hư không giới, thấy Trung Nhạc luyện chế thiên bàn nên đã ra tay. Tiên thiên đế quân đã tu thành đế cảnh rồi. Trung Nhạc lòng trùng xuống. Ma đạo chân thân của hắn tu thành cảnh giới của tiên thiên ma đế, đây là hoàn toàn trở mặt với đế minh thiên đế, chỉ là không biết con mắt trên mi tâm của hắn có mở ra hay không. Nếu con mắt hắc đế đó mà mở ra thì... Nếu con mắt trên mi tâm tiên thiên đế quân mở ra thì hắn có còn qua mắt được tiên thiên đế quân nữa không? Mắt của hắc đế rất tinh tường, thân phận thật sự của Trung Nhạc chỉ e rằng sẽ bị vạch trần. Đến lúc đấy, tiên thiên đế quân còn dung nạp được hắn hay không? Tiên thiên đế quân tu thành đế cảnh, hắn có đối phó được hay không? Một lúc sau, trán của Trung Nhạc giãn ra, cao giọng nói, người đâu, hãy mở hội, mời thiên hạ quần hùng tới tham dự đại hội chư đế tương lai do ta tổ chức nào. Trong đại doanh thiên hà, đế minh thiên đế và đế hậu nương nương mở mắt, nhíu mày, một người thu đế bảo về, còn một người thu mũi tên la liễu về, nhìn nhau cùng lắc đầu. Khởi giá hồi cung. Đế minh thiên đế sắc mặt bình tĩnh, mặc ẩn, liền hỏi dò. Bệ hạ, sinh mệnh của thụ... Bích lạc tiên sinh đuổi theo rồi. Đế minh thiên đế mỉm cười nói, tiên sinh, người tiễn chấm. Mặc ẩn cúi người đi sau đế minh thiên đế. Đế minh thiên đế vẫy tay để đế hậu nương nương đi trước. Mấy người lâu chính sư cũng lui xuống. Đi được một lúc lâu, hai người đi ra khỏi thiên hà đại doanh. Đế minh thiên đế lấy tay đỡ trán, có phần đau đầu nói, tiên sinh, sư tôn ta phái Tả Dương sư đệ tới,
mang theo bảo vật. Nó là muốn bắt Dịch Quân Vương về. Các vị sư thúc sư bá khác cũng lệnh cho đệ tử mang bảo vật tới, cũng nói muốn bắt sống Dịch Quân Vương. Cái này ta thật sự khó xử. Nếu ta giúp sư tôn thì sẽ đắc tội với ma đế, thần đế. Phượng Thiên Nguyên Quân và Nguyên Nha Thần Vương cũng sẽ không có sắc mặt tốt với ta. Nếu ta giúp ma đế, thần đế thì sư tôn ta sẽ lấy mạng ta đầu tiên. Hắn không kìm được mà cho mày Trung Nhạc ở ngay trong Phá Thiên Quan trước mặt, nhưng hắn lại không làm gì được. Không phải vì không thể đối phó với Trung Nhạc, mà là kẻ thù của Trung Nhạc quá nhiều. Mấy vị không thể đắc tội này đều muốn bắt Trung Nhạc, còn thiên đế là hắn thì lại bị kẹp ở giữa. Nếu như vậy thì tại sao bệ hạ không đặt mình bên ngoài việc này đi? Mạc Ẩn cười nói, bệ hạ chuyên tâm đối phó với Tiên Thiên Đế Quân là được, còn Dịch Quân Vương thì để cho đệ tử mấy vị đấy đi tranh giành nhau. Dù Dịch Quân Vương rơi vào tay ai thì bệ hạ cũng không đắc tội những người khác kia. Đế Minh Thiên Đế cười nói, tiên sinh nói chí phải, chẳng trách mà quỷ sư không đấu lại được với Dịch tiên sinh, cũng không đấu lại được ngươi. Mạc Ẩn căng thẳng, có cảm giác rùng mình. Lẽ nào hắn biết quỷ U Minh là bị ta cắt khí vận nên mới chết trong tay Dịch Quân Vương sao? Đế Minh Thiên Đế cười mỉm, cao thâm khó lường, cũng không nói tiếp nữa. Tiên sinh dừng bước ở đây đi, ngươi phải cố gắng khiến cho bản thân hữu dụng. Nếu như vô dụng thì chấm cũng không phiền lòng mà lấy lại công đạo cho quỷ sư đâu. Mạc Ẩn túa mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo. Làm bạn với vua như chơi với hổ, câu này thật cũng không có gì khoa trương. Nhưng thiên đế đâu chỉ là hổ, hổ còn có thể nhìn ra được hỉ nộ, biết suy nghĩ của nó. Nhưng hỉ nộ hay suy nghĩ của đế minh thì e rằng là chẳng ai biết được. Tiền tiền đế quân, cho dù có giành được đế vị thì muốn thắng được đế minh cũng khó khăn vạn phần đấy. Mạc Ẩn thầm nghĩ, vừa rồi hắn bị câu nói đó dọa cho suýt nữa hoảng loạn bỏ chạy, chạy tới Phá Thiên Quan ở phía đối diện. Nếu chạy thì hắn sẽ phải chết thật sự. Hắn có chạy nổi khỏi thần thông của cường giả như đế minh hay không? Nếu đế minh thật sự muốn giết thì có lẽ chỉ cần một ý niệm là có thể khiến cho hắn hồn tiêu phách tán. Hôm nay sứ giả Phá Thiên Quan tới đưa thư cho Lâu Chính Sư, rồi tìm mấy chục vị thần ma đưa thư tay của Trung Nhạc. Lâu Chính Sư vội vàng cầm thư tới gặp Mạc Ẩn nói, Dịch Quân Vương sẽ mở đại hội chư đế tương lai tại Phá Thiên Quan, mời ta và mấy chục vị hào kiệt trong quân đội tới. Mạc Ẩn tim khẽ động hỏi, sao đại hội chư đế tương lai ư? Đại hội thiên đình lần trước là trăm năm trước rồi đúng không? Tuy chưa qua trăm năm thế nhưng cũng gần vậy rồi. Lâu Chính Sư nói, vừa rồi ta có hỏi sứ giả, hắn nói trước đây không lâu Dịch Quân Vương đã lệnh cho thần ma dưới trướng tới các nơi ở Tử Vi Tinh Vực đưa thư cho các vị tuấn kiệt rồi. Hắn còn lệnh cho người tới vũ trụ cổ lão thông báo cho các vị có tư chất thiên đế tới tham dự đại hội. Tính thời gian đi về thì là 5 năm, 5 năm sau vừa hay là trăm năm rồi. Mạc Ẩn nhìn đại doanh của Trung Nhạc ở phía xa nhíu mày, chẳng trách mấy ngày nay thấy khí vận của hắn ngày một mánh, ta có cắt bớt thì cũng không được bao nhiêu cả. Chư đế tương lai tụ tập tại đại doanh của hắn, lẽ nào ta có thể động vào được đây? Dịch tiên sinh đúng là cường địch của ta mà. Lâu Chính Sư hỏi, 5 năm sau khí vận của Dịch Tặc sẽ đạt tới cực thịnh, khí vận của chư đế tương lai sẽ tụ tập tại đây, kiên cố không phá được, tiên sinh có định tấn công ngay bây giờ hay không? Mạc Ẩn lắc đầu, Lâu tướng quân, ta cho ngươi mượn khí vận tuệ nhãn, ngươi xem địch doanh hiện tại có thể phá được hay không. Trên mi tâm của hắn một con mắt mở ra, hắn đưa tay chỉ lên mi tâm của Lâu Chính Sư. Lâu Chính Sư lập tức nhìn thấy những gì Mạc Ẩn thấy, thân người không kìm được mà run lên. Khí vận của Phá Thiên Quan mà Trung Nhạc vừa dựng lên vô cùng cường thịnh, hư không ẩn hiện những bông đạo hoa, các đạo thần quang bắn qua hư không, phía trên không trung đại doanh có thể thấp thoáng thấy rất nhiều đế tinh chiếu rọi. Khí vận bao quanh Phá Thiên Quan từng đồng vách sắt kiên cố không gì phá được, kẻ nào tấn công cũng sẽ bị đầu rơi máu chảy. Lâu Chính Sư nhìn về phía thiên đình, thấy khí vận thiên đế ảm đạm, tuy rất cường thịnh thế nhưng không còn khí thế chấn áp vũ trụ hồng hoang nữa rồi. 5 năm sau chư đế tương lai tập trung tại đây, khí vận sẽ gấp trăm lần như bây giờ, giờ không phá được thì 5 năm sau càng không phá được. Mạc Ẩn nói, giờ chỉ còn cách đợi đại hội chư đế 5 năm sau kết thúc thôi, khí vận của hắn suy giảm thì mới tấn công được. Thịnh cực nhi suy, sau khi đại hội chư đế kết thúc, khí vận của hắn chắc chắn sẽ suy giảm mạnh. À đúng rồi, Lâu tướng quân, ngài có tham dự đại hội chư đế hay không? Lâu Chính Sư nói, đi, đương nhiên là phải đi rồi. Mạc Ẩn khựng người, Lâu Chính Sư nghiêm nghị nói,
không phải chính sư muốn đầu hàng địch, mà là đại hội chư đế tương lai khiến ta quên địch ta. Chỉ cần cầu đạo chi tâm, Dịch Quân Vương chịu mời ta cũng là bỏ qua thân phận địch ta. Tấm lòng rộng mở, nhất tâm cầu đạo, lẽ nào ta lại không đi đây? Mạc Ẩn khẽ gật đầu. Đúng vậy, điểm này ta không bằng được hắn. Mấy người khác hắn mời là các thủ trẻ tuổi của Hoàng Đình Thí, Đại Đình Thí, Bản Hoạch Thí, còn có tướng lĩnh trong quân bộ, họ có đi hay không? Lâu Chính Sư cho người đi hỏi, mấy vị cường giả đó đáp. Trừ đế bảng, 100 năm một lần, nếu không đi thì phải đợi thêm 100 năm, lẽ nào lại không đi đây? Mạc Ẩn nghe thế thầm nghĩ. Đến tướng sĩ trong quân của ta còn một lòng một giá đi tham dự đại hội, vậy cường giả các tộc khác chắc chắn cũng sẽ tới. Dịch Quân Vương dựa vào đại hội chư đế tương lai này đủ để khuấy động sóng gió thiên hạ, thay đổi cục thế rồi. Lại nói trong Đế Tinh, Đế Minh Thị liên thủ với Ô Minh Thị tấn công Lật Lục Thị. Lật Lục Thị thì có viện binh của Trung Ương Thị, hai bên huyết chiến liền 100 năm. Tinh Tú Quân và Thiên Đình tới tương trợ nhưng cũng không công phá được Lật Lục Thị. Trên chiến trường xác chết la liệt, chất thành đống. Trong trận hỗn chiến hôm nay có 100 vị thần nhân bay tới, bay về các hướng khác nhau của Đế Tinh. Trong đấy một vị thần nhân tới phía trên chiến trường nói lớn: phía dưới có phải Lật Lục Thí, Lục Vọng sư huynh hay không? Lục Vọng đang chiến đấu ác liệt, nghe vậy liền ngẩng đầu. Chính là Lục Mỗ đây. Vị thần nhân kia nói: ta phụng mệnh Dịch Quân Vương tới đưa thư mời, mời Lục sư huynh tới Phá Thiên Quan bên ngoài Đế Tinh tham dự đại hội chư đế tương lai. Nói rồi vị thần nhân kia tế thư tay của Trung Nhạc lên, bay về phía Lục Vọng. Lục Vọng dùng thương giết địch, đưa tay bắt lấy thư, mở ra đọc, cười lớn: được, ngươi về bẩm báo với Dịch Quân Vương, Vọng ta nhất định sẽ tới đúng giờ. Mà Phá Thiên Quan này ở đâu vậy? Lục sư huynh ngẩng lên như là biết ngay. Lục Vọng ngẩng lên thấy bên ngoài Đế Tinh có một tòa thành khổng lồ sừng sững, tuy không gần Đế Tinh lắm thế nhưng không gian rất rộng, nhìn từ xa thấy ánh sáng bạc sáng loáng. Tòa hùng quan đó là Phá Thiên Quan sao? Dịch Quân Vương đánh tới Đế Tinh rồi sao? Lục Vọng không khỏi kinh ngạc kêu lên: mấy ngày trước ta còn không biết từ bao giờ lại xuất hiện một tòa thành bạc lớn như vậy, thì ra là hắn ta. Vị thần nhân kia lại lấy ra một bức thư nói: Lục Băng Nga sư tỷ có ở đây không? Người cứ đưa thư mời cho ta, ta đưa cho sư tỷ. Lục Vọng móc một vị thần hầu trên mũi thương nói lớn. Vị thần nhân kia đưa thư tới, thấy một vị kim giáp thần nhân của đại quân Đế Minh Thị lao tới, đông đảo thần hoàng ma hoàng vây quanh. Kim giáp thần nhân ngẩng lên nói: ta là Đế Minh Thị, Minh Văn Ngọc, có thư mời của ta không? Vị thần nhân kia vội lấy ra một bức thư mời. Có thư mời Văn Ngọc điện hạ, còn có của mấy vị điện hạ và công chúa, phiền điện hạ nhận luôn cho. Văn Ngọc điện hạ cười lớn, nhận lấy thư nói lớn: Lục Vọng tiểu tử, đại hội chư đế tương lai cũng có phần của ta. Lục Vọng cầm lớn, dẫn quân lao về phía Văn Ngọc điện hạ, cười khẩy: đến khi đại hội diễn ra thì mộ điện hạ đã được xanh cỏ rồi. Các lộ thần nhân của Trung Nhạc tới các đại đế tộc trên Đế Tinh đưa thư mời. Cường giả ở Đế Tinh là đông đảo nhất, lứa trẻ năm đó lúc này cũng là cao thủ một phương, cũng có không ít người từng nổi danh tại đại hội năm xưa chết trên chiến trường. Nhưng vì chiến tranh lại có không ít cường giả mới xuất hiện. Sứ giả của Trung Nhạc lần lượt đưa thư mời, các đại thần tộc ma tộc khác cũng có cường giả nhận được thư mời của Dịch Quân Vương. Trong lòng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, giơ thư mời ra trước đông đảo quần hùng cười nói: Dịch Quân Vương cũng biết ta này. Vài tháng sau, 100 vị sứ giả đã mời hết các lộ anh hào chuẩn bị trở về Phá Thiên Quan. Đột nhiên có thần quan từ trên trời xuống chặn lại, xem ra là từ Thiên Đình xuống. Vị thần quan đó nói: chư vị sứ giả có còn thừa thư mời không? Ta phụng mệnh bệ hạ tới xin 100 cái đấy. Chư vị sứ giả chấn động nhìn nhau thận trọng nói: không có thư mời chuẩn bị cho bệ hạ. Vị thần quan kia không để bụng nói: nếu vậy thì bảo Dịch Quân Vương chuẩn bị một chút, đưa 100 tấm thư mời tới Thiên Đình, đây là danh húy trên thư mời. Hắn lấy ra một tờ kim sắc giao cho các vị sứ giả. Các vị sứ giả nhận lấy rồi cáo từ rời đi. Thiên đế bệ hạ cũng muốn tới Phá Thiên Quan tham gia đại hội chư đế tương lai ư? Rốt cuộc là có ý định gì đấy? Chư vị sứ giả đều không hiểu. Họ tiếp tục đi, chưa rời khỏi Đế Tinh thì thấy trên đường có một vị thần ma trẻ tuổi, phong hoa tuyệt đại chặn đường. Vị thần ma này tướng mạo xuất chúng, sau lưng có 2 cánh, mắt phượng, lông phượng, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác điên cuồng. Dịch Quân Vương không bảo các ngươi đưa ta 100 tấm thư mời hay sao?
Vị thần ma đó hỏi: "Vậy dám hỏi các hạ là?" Một vị sứ giả hỏi. Tiếng nói của vị thần ma kia chấn động trong cổ họng, giống như tiếng phượng hoàng kêu xuyên thấu tâm linh vậy. "Phượng Minh Sơn." "Phượng Minh Sơn ư? Cao thủ của Thiên Phượng Hoàng tộc đã mở ra bí cảnh thứ 7 ư?" Một vị sứ giả khác mắt sáng lên nói: "Chúa công đã phái một sứ giả khác tới Thiên Hỏa Hoang vực đưa thư mời rồi, Phượng sư huynh chỉ cần trở về Thiên Hỏa Hoang vực là có thể nhận được thư mời." "Trở về sao?" Phượng Minh Sơn mắt lóe ánh lửa, cười hề hề: "Trở về, ta đã không về được nữa rồi. Thiên Phượng Hoàng tộc giờ chỉ còn lại ta mà thôi." Mọi người nhìn nhau, Trung Nhạc rất coi trọng Phượng Minh Sơn của Thiên Hỏa Hoang vực, đặc biệt phái sứ giả tới Thiên Hỏa Hoang vực mời hắn. Nhưng giờ xem ra, hình như Phượng Minh Sơn và Thiên Hỏa Hoàng tộc đã phân tách, dường như không còn bất cứ cảm tình gì với Thiên Hỏa Hoang vực cả. "Thế gian này đã không còn Thiên Phượng Hoàng tộc nữa rồi, chỉ còn Phượng Minh Sơn ta." Phượng Minh Sơn chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói: "Phượng Thiên Nguyên Quân coi ta như công cụ, coi ta như quân cờ. Vậy thì ta việc gì phải coi bà ta là lão tổ tông đấy? Ta muốn tự mình xây dựng một Thiên Phượng Hoàng tộc, để cho Thiên Phượng Hoàng tộc mới trở thành hoàng tộc chân chính, có sự vinh quang thực sự thuộc về hậu Thiên Phượng Hoàng, không phải con rối của cổ thần vương. Các ngươi đưa ta tới gặp tiên sinh, ta có lời muốn nói với hắn." Trong vũ trụ cổ xưa, Dương Hầu Ma tộc thôn tính lãnh địa của các tộc khác, đại chiến với thần tộc. Dương Hầu Ma đế đích thân chinh chiến bốn phương, dương cờ muốn trở thành tiên đế của vũ trụ cổ xưa, thế lực càng ngày càng lớn. Dương Hầu Thị lại được sự ủng hộ của chủng tộc Ngũ Đại Ma đế, lại có Tiên Thiên Ma đế đích thân chống lưng, chiếm cứ một nửa giang sơn của vũ trụ cổ lão. Dương Quan Viễn thân là đệ tử của Dương Hầu Ma đế cũng rất được trọng dụng. Hôm nay Dương Quan Viễn đón sứ giả của Trung Nhạc, mở thư mời ra đọc rồi cười nói: "Thì ra ngày hẹn trăm năm cũng đã tới, Dịch Thị mời ta tới Tử Vi dự hội. Dịch Thị đúng là hiểu chuyện mà. Hắn không biết vũ trụ cổ xưa của ta có những thần ma nào có tư chất đế cánh, nhờ ta mời giúp. Người trở về nói với Dịch Thị biết, ta sẽ mời đông đảo quần hùng ở vũ trụ cổ xưa tới Tử Vi vào Phá Thiên Quan, cùng quần hùng của Tử Vi tinh vực của hắn học hỏi." Vị sứ giả đó cúi người vâng dạ. Dương Quan Viễn lại cười hỏi: "Các ngươi mời những ai của thần tộc vũ trụ cổ xưa này vậy?" Sứ giả cúi người nói: "Phụng mệnh chúa công đưa thư mời cho các vị cường giả trẻ tuổi của Ma Vân Thí, Đại Phân Thí, Kỷ Thông Thí, Đại Cốc Thí, Thiên Yêu Thí, Kim Mô Thí, phiền họ mời những vị có đế tư tới Phá Thiên Quan dự hội." Dương Quan Viễn không để bụng nói: "Thần tộc ở vũ trụ cổ xưa, ngoài lục đại thần tộc thì có lẽ các đệ tử dưới chứng Tiên Thiên Thần Đế còn có chút bản lĩnh riêng, chỉ là thua kém ma tộc ta quá nhiều. Những kẻ này không đáng lo ngại, Dịch tiên sinh mời họ cũng là vô ích thôi. Ta lần lượt xử chết bọn chúng, tránh lãng phí rượu ngon. Những kẻ của thần tộc này cũng tới dự đó, cũng là cơ hội giết chết chúng rất tốt đấy. Các người có tới Tiên Thiên Thần Đế cung không?" "Đã có sứ giả tới đó rồi." Dương Quan Viễn gật đầu: "Khí phách của Dịch Thị đúng là đến người của thần đế cung cũng dám mời, rất có đại khí phách cả. Nếu như đệ tử những vị đó cũng tới thì náo nhiệt lắm đấy. Giờ ta đã khác xa trước kia rất nhiều, cũng muốn bóp chết mấy đệ tử của thần đế cung." Trong Phá Thiên Quan, Đề Mặc Bắc đem thiên thần tế đàn của Đề Đình Thị tới. Đông đảo thần hoàng của Đề Đình Thị vận chuyển tòa tế đàn khổng lồ này chậm rãi vào trong Phá Thiên Quan, đặt ở trung tâm Phá Thiên Quan phía trước Quân Vương Điện. Nơi này rất gần với đế tinh, đã có không ít cường giả có đế tư tới nơi này. Trong Phá Thiên Quan vô cùng náo nhiệt. "Nhiều thiên tài như vậy không thể nghiên cứu đúng là quá đáng tiếc mà." Một bạch y trung niên nam tử rất lịch sự cùng Trung Nhạc đón các lộ cường giả từ các nơi tới, thấy những tuấn kiệt trẻ tuổi kia thì không khỏi ngứa ngáy trong lòng. Đề Mặc Bắc không kìm được đánh giá thêm trung niên nam tử kia, chỉ cảm thấy hắn phong thái thoát tục khiến người ta không kìm được mà có cảm tình, chỉ là không nhìn ra được hắn có tu vi cảnh giới thế nào. Hắn ngạc nhiên nói: "Dịch tiên sinh, vị đây là..." Trung Nhạc thì không muốn giới thiệu vị trung niên nam tử này lắm, hắn cười: "Vị đây là sư huynh của ta, Mạc Bắc huynh. Gần đây có không ít cường giả tới, không ít người là kẻ thù của huynh." Đề Mặc Bắc cười ha hả, ánh mắt thâm sâu nói: "Những năm gần đây ta nam trình bắc chiến, gặp không ít cao thủ, muốn thắng ta không dễ như vậy đâu. Có những kẻ thù cũ ta cũng rất muốn so tài với họ. Dịch tiên sinh, ta đi gặp họ một chút đây." Trung Nhạc tiến hắn bằng mắt rồi cười nói: "Phong sư huynh, huynh có phần tình cũ không rồi cũng tới.
ta truyền thụ cho huynh về thất đạo luân hồi của tổ đình, giờ huynh tâm ngộ như thế nào rồi? Vị trung niên nam tử cạnh hắn chính là Phong Hiếu Trung, hắn lên tiếng nói: Trừ đế thượng cổ cũng chỉ mới biết qua loa về bí cảnh thứ 7 Phục Môn đạo tôn nghiên cứu được sâu hơn, nhưng cũng chưa hình thành được hệ thống thất đạo luân hồi hoàn chỉnh. Nếu hắn sống thêm được vài vạn năm nữa, chưa biết chừng có thể khai sáng được thất đạo luân hồi, thậm chí là bát đạo luân hồi. Hắn tâm niệm khẽ động, sau đầu đột nhiên xuất hiện thấu ảnh của bí cảnh thứ 7, biến thành quầng sáng thứ 7, chậm rãi chuyển động, rồi hắn tiếp tục nói: 7 bí cảnh nối liền một làm một, rất khó thực hiện được. Mấy năm nay ta đã thử nhiều loại bí cảnh, đều không thể thống nhất được. Khóe mắt của Trung Nhạc giật giật, thấy quầng sáng sau đầu Phong Ngũ Trung đột nhiên biến thành một loại bí cảnh thứ 7 khác, không phải là thiền tú bí cảnh. Hiển nhiên là sau khi Phong Hữu Trung được hắn truyền thụ, bắt đầu mở ra các bí cảnh khác, thử tìm kiếm sự ảo diệu của hệ thống thất đạo luân hồi từ các bí cảnh kia. Tiếp đó bí cảnh sau đầu Phong Hữu Trung lại biến đổi thành loại bí cảnh thứ 3, rồi loại thứ 4, thứ 5. Biến thái, thật không sợ mất mạng mà. Trung Nhạc rủa thầm trong bụng, Phong Hữu Trung liên tục biến đổi bí cảnh thứ 7 với các thuộc tính khác nhau. Tình hình này giống như hắn thấy bức tượng Phục Hy tạo thành từ vô số bí cảnh ở tổ đình vậy. Tượng Phục Hy chính là liên tục biến đổi bí cảnh thứ 7 của mình, nghiên cứu mối liên hệ giữa bí cảnh thứ 7 và các bí cảnh khác. Đó là con đường mà Phục Môn đạo tôn nghiên cứu. Trung Nhạc không truyền thụ cho Phong Hữu Trung, nhưng Phong Hữu Trung lại không hẹn mà đi cùng đường với Phục Môn đạo tôn. Hơn nữa Phong Hữu Trung cực đoan hơn, Phục Môn đạo tôn là dùng vô số bí cảnh hư hóa thành một vị Phục Hy, dùng tượng Phục Hy đã hư hóa nghiên cứu mối liên hệ giữa bí cảnh thứ 7 và lục đạo luân hồi. Phong Hữu Trung thì trực tiếp thí nghiệm trên người của mình, bất chấp hậu quả. Cách làm này Trung Nhạc không thể làm được, Phục Môn đạo tôn cũng không làm được. Hai người đều có quá nhiều gánh nặng phải suy nghĩ tới hậu quả. Đó chính là điểm mà họ không bằng Phong Hữu Trung. Đạo tâm của Phong Hữu Trung thuần túy hơn, không có bất cứ tạp chất nào. Phong Hữu Trung tiếp tục thay đổi bí cảnh thứ 7, suy nghĩ rồi nói: Chủng loại của thất đạo luân hồi rất nhiều, không gian, trụ quang, thìn tú, vạn đạo, hồng mông, khởi quang, rồi thì bí tàng, bát hoang cửu cung, thiên can địa chi. Tổng thể mà nói thì tất cả bí cảnh thứ 7 đều có quỹ đạo riêng của nó. Nhìn có vẻ không giống, thế nhưng trong đó có đạo lý, ném sao cũng không vỡ. Mối liên hệ của mỗi loại bí cảnh với lục đạo luân hồi đều ẩn chứa đạo lý riêng. Tham ngộ thấu triệt được thì sẽ nắm trong tay chìa khóa cuối cùng của bí cảnh thứ 7. Trung Nhạc khâm phục vạn phần, thất đạo luân hồi của Phong Hữu Trung tuy là do hắn truyền thụ, nhưng Phong Hữu Trung tham ngộ được nhiều hơn. Sư huynh, trí tuệ của một người có lúc sẽ cạn kiệt, nhưng trí tuệ của chư đế thì có thể vô cùng vô tận. Lần này ta triệu tập chư đế tương lai luận đạo, định vũ trụ càn khôn, thất đạo luân hồi có thể tiến thêm được một bước rồi. Trung Nhạc cười nói: Đây là điểm ta không bằng ngươi. Phong Hữu Trung cảm nhận được thất đạo luân hồi sắp sụp đổ, lập tức xua đi 7 quầng sáng sau đầu để tránh nguy hiểm tới bản thân. Hắn lên tiếng: Người dụng tâm hành sự, nhất cử nhất động có thể điều động thiên hạ đại thế. Phát lệnh là chư đế tương lai tề tụ ở phá thiên quan, tập trung trí tuệ chư đế, ta thì không làm được. Trung Nhạc khựng người, Phong Hữu Trung một lòng cầu đạo, đạo tâm ổn định không ai bằng, còn hắn thì xây dựng thế lực. Hai người đi trên hai con đường khác nhau, nhưng với tình hình trước mắt thì dường như vạn ban đại đạo đều đồng quy. Lại có sứ giả trở về bái kiến Trung Nhạc. Chúa công, bọn ta từ đế tinh trở về, thiên đế lệnh cho thần quan chặn đường, đòi 100 lá thư mời. Sao? Đế minh thiên đế cũng muốn tham dự đại hội chư đế ư? Trung Nhạc vô cùng kinh ngạc, sứ giả đưa danh sách, Trung Nhạc nhíu mày đọc. Trên danh sách, ngoài đế minh thiên đế ra thì còn rất nhiều cái tên lạ. Hắn nói nhỏ: Rốt cuộc đế minh thiên đế đang có ý đồ gì đây? Lẽ nào hắn định đích thân ra tay trừ bỏ ta và đại quân của ta sao? Đi cùng về còn có một vị thần ma trẻ tuổi tự xưng là Phượng Minh Sơn, cũng đang muốn gặp chúa công kìa. Sứ giả tiếp tục nói, Trung Nhạc ngạc nhiên: Sao, không phải Phượng Minh Sơn nên ở trong thiên hỏa hoang vực hay sao? Tại sao lại xuất hiện ở đế tinh vậy? Được, để ta đi gặp hắn. Đột nhiên lại có sứ giả tế báo: Hạ thần từ tiên thiên cung về, gặp đế quân. Đế quân nói hãy mời thêm 37 người, đây chính là danh sách. Trung Nhạc lại càng ngạc nhiên, nhận danh sách, nhìn thì thấy có danh húy của tiên thiên đế quân và 36 cái tên hắn chưa từng nghe thấy. Tiên thiên đế quân rõ ràng là đã tới rồi, tại sao còn muốn làm điều này đây? Sứ giả kia cúi người nói: Còn việc này nữa,
Viêm đế đã tu thành cảnh giới đế quân, gặp hạ thần, bảo chú công cũng hãy gửi thư mời cho hắn. Sao, Khương Nghi lão cũng định tới ư? Trung Nhạc sắc mặt đại biến, sắc mặt lạnh tanh nói, bừa bãi, đúng là bừa bãi mà, không, không mời hắn được. Sứ giả không dám nói thêm gì. Trung Nhạc trong lòng sinh ra nộ khí. Khương Nghi Kỳ thân là Viêm Hoàng, là Nhân Hoàng, vốn là trọng điểm phải giám sát. Nếu Khương Nghi Kỳ tiếp tục cứ nhạt nhòa thì còn có thể sống sót, nhưng nếu hắn lộ ra khả năng có thể trở thành đế thì chắc chắn hắn sẽ phải gặp nguy hiểm đến tính mạng. Lần này là đại hội chư đế, những người tới tham dự là những người tương lai có tư cách trở thành đại đế. Khương Nghi Kỳ tu thành cảnh giới đế quân đã là khiến cho một số kẻ không thể chấp nhận. Nếu hắn còn tới đại hội chư đế, dù hắn có lộ diện hay không thì cũng sẽ trở thành cái gai trong mắt của nhiều người. Trung Nhạc không muốn cho hắn tới cũng là muốn giữ tính mạng cho hắn. Khương Nghi Kỳ có thể trong vòng 100 năm tu thành đế quân, tư chất ngộ tính cũng thật không tồi. Tân Hỏa đột nhiên ngạc nhiên lên tiếng, còn châu giống của Trung Sơn Thị, người cũng nói không sai, Khương Nghi Kỳ đúng là cần phải có cơ duyên mới có thành tựu lớn được, mà cơ duyên đó người đã cho hắn rồi, giờ là lúc hắn cất cánh bay đi. Hắn rất thích hợp với công pháp thời đại họa ký, dù là tư chất tiềm lực hay tính cách thì đều có thay đổi không nhỏ, có đặc tính lôi lịch phong hành của thời đại họa ký. Trung Nhạc sắc mặt trầm xuống, giờ hắn có phần hối hận đã truyền thụ cho Khương Nghi Kỳ Trúc Long Thiên Sách Huyền Công. Khương Nghi Kỳ vốn hiền lành trung thực, ít nhất thì tạo cho người ta cảm giác như vậy, nhưng giờ tu thành Trúc Long Sách Huyền Công, tính cách của hắn đã có chút thay đổi, không còn ẩn nhẫn như trước, có thêm phần quả cảm. Với tính cách trước kia của Khương Nghi Kỳ mà nói thì đây là chuyện tốt, nhưng với hoàn cảnh bây giờ thì lại là chuyện xấu. Trung Nhạc định thần tới gặp Phượng Minh Sơn, thấy khí tức của Phượng Minh Sơn đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, nội tâm dẻo dai, có một thứ khí độ trước đây chưa từng có. Trung Nhạc không khỏi ngạc nhiên cười nói, ồ, Minh Sơn huynh, huynh có cơ ngộ gì mà khiến cho khí tức thay đổi nhiều như vậy? Phượng Minh Sơn đúng là có khí độ khác hẳn với trước kia. Trước đây toàn thân hắn tỏa ra thứ ý chí, khí khái mạnh mẽ, tài năng hiển lộ, nhưng giờ khí khái ẩn đi, còn tài năng càng thêm rõ rệt. Giờ hắn tạo cho Trung Nhạc cảm giác hắn đã trải qua một sự kiện mang tính lắng đọng mạnh, phủ hoa tan đi, chỉ còn lại tinh túy, tinh hoa. Trước kia tuy Phượng Minh Sơn cường hãn, nhưng với Trung Nhạc mà nói chỉ là tiểu gia bích ngọc, cho dù rất mạnh nhưng cũng dễ dàng đánh bại. Còn Phượng Minh Sơn hiện giờ thì trong lòng có một lòng tin lớn lao, khiến trong đạo tâm của hắn trở nên vô cùng mạnh mẽ. Ta gặp trở ngại, ngã rồi lại đứng dậy được, tham ngộ ra tâm cảnh đế cấp. Phượng Minh Sơn đứng bên cạnh hắn, trong ánh mắt có thiên hỏa đang cháy, kể lại những việc đã trải qua ở tổ đình. Thiên Hoàng Phượng Tộc trước giờ đều là quân cờ trong tay Phượng Thiên Nguyên Quân, là công cụ để cho nàng ta lợi dụng, chưa từng là hoàng tộc. Khi ta ra khỏi tổ đình đã phát điên, ta hoàn toàn phát điên. Trong mấy năm trời ta đều không biết mình ở đâu cả, chỉ biết bay loạn, chạy loạn. Trước đây không lâu ta tới thiên hà, thấy bóng mình ở dưới nước, ta đột nhiên liền hiểu ra. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng, hắn cười nói, nếu trong lòng ta chủng tộc của ta đã diệt vong rồi, chỉ còn lại mình ta, thì tại sao ta không xây dựng lại Thiên Phượng Hoàng tộc đây? Không còn Thiên Phượng Hoàng tộc, ta sẽ xây dựng lại nó. Không còn sự vinh quang của tổ bối, ta sẽ tạo ra nó. Trung Nhạc cũng có cảm xúc tương đồng, tâm cảnh của Phượng Minh Sơn dường như giống với hắn, cũng đi theo con đường phục hưng chủng tộc. Ta muốn Thiên Phượng Hoàng tộc mới trở thành hoàng tộc chân chính, không phải là con rối, không phải là công cụ, để cho mọi tử tôn hoàng tộc đều có thể ưỡn cao ngực, đứng thẳng lưng. Thiên hỏa trong mắt Phượng Minh Sơn càng thêm rực cháy, hoài bão dâng tràn. Ta phải đánh bại Phượng Thiên Nguyên Quân, trở thành hoàng, trở thành đế. Ta cần đồng minh, ta cần chiến hữu, vì thế ta tới tìm ngươi. Ánh mắt Trung Nhạc lay động, mỉm cười nói, ngươi tới tìm ta làm gì? Phượng Minh Sơn nhìn vào mắt hắn, nghiêm nghị nói, ngươi là phục hy chân chính, phục hy duy nhất còn lại, cũng như ta. Ngươi cũng muốn chấn hưng phục hy thần tộc của các ngươi, ngươi và ta đồng mệnh tương lân. Ngươi không cần phủ nhận, hoàn cảnh của phục hy thị, tổ đình khiến cho ta biết ngươi là phục hy, nếu không thì không thể nào có được tổ đình được. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi. Trung Nhạc trầm mặc một lúc rồi nói, ô Minh huynh, huynh có năng lực và tư cách liên thủ với ta không? Phượng Minh Sơn khí tức tăng mạnh, sau đó xuất hiện bảy quầng sáng, thất đại biết cảnh điều động pháp lực vô cùng vô tận.
một ngọn ngô đồng thần thụ từ từ nhô lên. Khí tức của hắn hoàn toàn bùng nổ, chấn kinh phá thiên quan. Trong phá thiên quan lúc này, tề tựu cường giả trẻ tuổi của đế tinh đều là anh hào hùng cứ một phương. Tất cả đều bị khí tức của Phượng Minh Sơn kinh động, đều nhìn về hướng này. Quanh người Phượng Minh Sơn lan tỏa thiên hỏa, giống như một con phượng hoàng chín đầu thiêu đốt mọi thứ, khí thế mạnh mẽ chưa từng thấy. Đó là ai vậy? Thần hầu cánh khí thế bá đạo như vậy sao? Đẩy Mạc Bắc kêu lên thất thanh, Bàn Kê cũng kêu lên. Hắn cũng tu thành bí cảnh thứ bảy, giống như Dịch tiên sinh ư? Hey, chúng ta hơn 90 năm nay tuy thăm ngộ ra rất nhiều bí ẩn của bí cảnh thứ bảy, nhưng chưa luyện được. Thật không ngờ còn có người luyện ra được. Đối thủ của Dịch tiên sinh tới rồi. Sao? Ta có tư cách đó không? Lúc này Phượng Minh Sơn trầm giọng nói. Trung Nhạc đánh giá quần sáng thứ bảy sau đầu Phượng Minh Sơn, hắn khẽ cười, gọi Kim Mà Hề và Âm Phiền Huyên tới. Phu nhân, hai nàng cũng cho Minh Sơn huynh thấy bí cảnh thứ bảy đi. Kim Hà Hề và Âm Phiền Huyên đều thể hiện ra bí cảnh thứ bảy. Hai luồng khí tức khủng khiếp lập tức bao trùm phá thiên quan. Bảy quần sáng hiện ra sau đầu hai nàng, đạo âm vang vọng, hiện ra hình thái sơ bộ của hệ thống lật thất đạo luân hồi. Phượng Minh Sơn chấn kinh, Kim Hà Hề và Âm Phiền Huyên không chỉ mở ra bí cảnh thứ bảy mà còn tu thành thất đạo luân hồi sơ bộ, cao hơn của hắn một bậc. Hai vị phu nhân của Trung Nhạc đã vậy thì không phải bản thân Trung Nhạc hắn sẽ cao hơn hay sao? Dù gì hắn cũng có được truyền thừa của Phục Hy Tổ Đình. Minh Sơn huynh, huynh là một trong những người có tư chất cao nhất ta gặp. Ta có thể giúp huynh tu thành thất đạo luân hồi sơ bộ nhanh hơn, để thành tựu lớn hơn. Trung Nhạc trầm giọng nói. Nhưng sau khi ta truyền thụ cho huynh thì huynh sẽ thuộc về phái hệ của ta. Huynh phải nghĩ cho kỹ. Huynh chỉ muốn đối phó với Phượng Thiên Nguyên Quân, xây dựng một thiên phượng hoàng tộc chân chính. Còn ta thì đối đầu với cả vũ trụ, muốn sang bằng đất này lật đổ trời này. Phượng Minh Sơn chấn động. San đất lật trời ư? Khí phách này không phải là quá lớn rồi hay sao? Nhưng nếu không liên thủ với người vô pháp vô thiên như Trung Nhạc thì hắn còn có thể liên thủ với ai đây? Kẻ muốn lật cả trời này đương nhiên sẽ không sợ Phượng Thiên Nguyên Quân rồi. Một lúc lâu sau, Phượng Minh Sơn hít sâu một hơi nói. Được, ta đồng ý. Được. Trung Nhạc ngực tràn hào khí cười nói. Đại hội chư đế tương lai sắp bắt đầu. Không chỉ có chư đế tương lai tới mà còn có chư đế hiện nay và rất đông tiên thiên thần ma. Chúng ta hãy cùng làm quen với hào kiệt chân chính của thế gian này. Phượng Minh Sơn gật đầu trầm giọng nói. Trong đại hội chư đế tương lai, ta còn muốn thấy thủ đoạn của Dịch tiên sinh. Trung Nhạc nói. Còn 4 năm nữa mới tới đại hội chư đế tương lai. Ta sẽ cho huynh 4 năm tu luyện. Thời gian này ta chuyển thụ cho huynh thất đạo luân hồi sơ bộ. Xem sau 4 năm năm huynh có thể thắng được ta hay không. Thời gian trôi đi càng ngày càng gần với ngày đại hội. 4 năm này Mạc Cẩn vẫn luôn chú ý tới khí vận của phá thiên quan, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Ở đó đã trở thành nơi tập trung của chư đế tương lai, đế vận cường thịnh. Thậm chí hắn nhìn bầu tinh không từ xa, thấy không ít đế tinh chuyển động, ngấm ngầm nối liền với phá thiên quan. Trí tuệ không bằng thần thông, trí tuệ này của Dịch quân vương là áp chế được thần thông của ta. Hắn không khỏi cảm khái, khí vận cường hãn như vậy khiến cho khí vận thiên thư của hắn cũng không có tác dụng gì. Đối mặt với cấp khí vận đó, khí vận thiên thư căn bản là không làm gì được phá thiên quan. Chẳng trách Phục Khi thần tộc nắm giữ khí vận thiên thư năm đó lại bị hủy diệt, biến thành nhân tộc. Khí vận thiên thư cũng không thay đổi được khí vận của thiên hạ, không thay đổi được đại thế. Hắn vừa nghĩ tới đây thì một vị thần tướng vội vàng tới báo. Tiên sinh, bệ hạ tới rồi. Bệ hạ ư? Tại sao bệ hạ lại tới đây vậy? Mạc Cẩn chấn động mạnh, vội đứng dậy, dặn dò người lập tức thông báo cho mấy người Lâu Chính Sư tới nghênh giá, còn hắn cũng vội đi. Đột nhiên có tiếng cười vọng lại. Mạc khanh gia, không cần phải kinh động mọi người. Lần này ta tới tham dự đại hội chư đế tương lai, không cần phải hư trương thanh thế. Mạc Cẩn nhìn theo hướng có tiếng nói, thấy Đế Minh Thiên Đế và Đế Hậu Đương Nương đang đi tới. Bên cạnh còn có 95 vị thần ma với những gương mặt khác nhau, cảnh giới có cao có thấp nhưng ai cũng vô cùng cường hãn. 95 vị tiên thiên thần ma kiểu ngũ chí tôn. Mạc Cẩn giật mình, Đế Minh Thiên Đế đưa tận 95 vị tiên thiên thần ma tới. Những vị này có lẽ là tiên thiên thần ma của Bích Lạc Cung. Đế Minh Thiên Đế dù sao cũng là thiên tử, là thiên địa chính thống. Bích Lạc Cung là thế lực của trời, các vị tiên thiên thần ma tới giúp hắn cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng Đế Minh Thiên Đế
lại một lúc đưa tới tận 95 vị tiên thiên thần ma, vẫn nằm ngoài sự dự liệu của Mạc Ẩn. Đây là dấu hiệu của Ngũ Chí Tôn. Đế Minh Thiên Đế đưa tới 95 vị tiên thiên thần ma, tượng trưng cho kiểu Ngũ Chí Tôn, có lẽ đây là lực lượng mạnh nhất của hắn. Bệ hạ nói, tới tham dự đại hội chư đế tương lai, chắc chắn không phải đơn giản là tham gia đại hội. Mạc Ẩn ánh mắt lay động, lẽ nào ngài chuẩn bị đích thân động thủ sao? Đế Minh Thiên Đế nhìn về hướng Phá Thiên Quan nói, hay cho một tòa hùng quan hùng vĩ kiên cố hơn lần trước tới. Dịch tiên sinh đúng là rất giỏi, chẳng trách lại phá được đại quân hàng tỷ thần ma của ta. Ta đích thân tới dự hội cũng không phải đánh giá cao hắn đâu. Mạc Ẩn trầm mặc không dám nói nhiều. Mạc tiên sinh, ngươi có biết tại sao ta lại đem theo cửu ngũ chí tôn không? Đế Minh Thiên Đế cười hỏi. Mạc Ẩn cúi người, ta biết. Nhưng Mục Tiên Thiên không biết được. Đế Minh Thiên Đế mỉm cười, Mục Tiên Thiên ma đạo chân thân thành đế cánh, vì ngày này mà ta đã đợi khổ sở trăm năm. Giờ ma tính của hắn áp chế thần tính, ma tính quá mạnh kiểm soát tâm trí. Khi thần tính của hắn chủ đạo thì hiền hòa, nhưng khi ma tính chủ đạo thì hắn sẽ không yên tâm với cả bộ hạ của mình. Nếu hắn vẫn tin được Tử Quang Quân Vương và Dịch Quân Vương thì hắn không có bất cứ sơ hở gì. Nhưng giờ thì ma tính khiến cho hắn quá tự tin vào bản thân. Chỉ cần là ma đều có nhược điểm này. Ta đã đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được cơ hội này. Hắn chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói, lần này chính là cơ hội để Mục Tiên Thiên để lộ sơ hở. Đại hội chư đế tương lai của Dịch Quân Vương chính là thời cơ tốt nhất để ta nắm lấy cơ hội này. Mà lúc này trong Phá Thiên Quan, Phủ Lê Tế báo, Chúa Công, Viêm Đế Khương Nghi Kỳ tới quan ngoại rồi. Trung Nhạc mặt tối lại đứng dậy nói, mau cùng ta đi đón hắn. Bên ngoài Phá Thiên Quan, Viêm Hoàng, Khương Nghi Kỳ dẫn theo Sư Đà Đại Tôn và Hình Thiên tiến tới. Trong năm không gặp, Hình Thiên đã rất cao lớn, cưỡi chân lưng Sư Đà. Sư Đà Đại Tôn được Phong Hữu Trung ban cho một cố nhục thân, là nhục thân mà Phong Hữu Trung đã dùng thủ đoạn tạo vật tái tạo cho hắn, vô cùng thần tuấn. Thế nhưng cũng vì vậy mà làm tọa kỵ cho Hình Thiên. Còn Viêm Hoàng Khương Nghi Kỳ thì nhìn trẻ hơn trước rất nhiều, dường như trở về thời trung niên, không phải lão già nữa mà là một trung niên nam tử, thân cường lực tráng. Hắn từ tạo vật chủ lên cảnh giới đế quân, tu vi đại tăng, thọ nguyên cũng được kéo dài không ít. Đặc biệt là Trúc Long Sách Huyền Công khiến cho nhục thân của hắn tràn đầy sức sống, vì thế tướng mạo cũng trở nên trẻ trung hơn. Trung Nhạc tiến tới đón, đang định lên tiếng thì nghe một tiếng nói vọng lại, Dịch Quân Vương, tại hạ chưa được mời, thế nhưng cũng muốn tham gia đại hội chư đế, không biết Dịch Quân Vương có thành toàn hay không. Trung Nhạc nhìn theo hướng có tiếng nói, hơi khựng lại, thấy một người một xe chậm rãi tiến tới. Xe giống như chiếc muỗng, vô cùng quái dị. Nam tử trên xe có gương mặt phổ thông, ngồi rất an nhàn tự đắc. Khóe mắt Trung Nhạc giật giật mấy cái, khách khí nói, vị huynh đài đây chúng ta từng gặp nhau chưa? Nam tử trẻ tuổi kia đứng dậy nói, ta từng gặp Dịch Quân Vương, nhưng Dịch Quân Vương thì chưa gặp ta. Trung Nhạc gật đầu, lấy ra bút mực chuẩn bị viết thư mời. Hắn cười nói, vậy phải xưng hô với thế nào với huynh đài đây? Nam tử kia nói, ta tên Huyền Cơ. Trung Nhạc vung bút viết thiệp. Hắn cười, đại hội chư đế tương lai đại Huyền Cơ huynh đại giá. Nam tử kia nhận lấy thư mời, ngồi lên cỗ xe quái dị rồi rời đi. Huyền Cơ huynh. Nam tử kia quay lại, thấy trong tay Trung Nhạc cầm một tấm gương, lưng quay về phía hắn, dùng gương chiếu về phía hắn. Nam tử đó nhìn gương cười, Dịch tiên sinh có việc gì vậy? Trung Nhạc nhìn gương mặt hắn trong gương, lắc lắc đầu cười nói, 10 ngày sau đừng quên tới. Ở trong gương, Huyền Cơ không có mặt, là người vô diện, mặt hắn giống như một tờ giấy trắng vậy. Trung Nhạc nghiêng đầu hỏi Phù Lê ở bên cạnh, Phù Lê, ngươi còn nhớ tướng mạo người vừa rồi không? Phù Lê khựng người lắc đầu, lạ thật, hắn vừa quay mặt đi là ta quên luôn hắn như thế nào rồi. Trung Nhạc tiến về Khương Nghi Kỳ, cười khẩy, sứ đồ của trời không có gương mặt, Bích Lạc tiên sinh như vậy, vị đây cũng như vậy. Vị ở trong đạo huyền quang trên tổ đình chắc chắn chính là hắn ta, đệ tử của trời ta còn chưa đánh bao giờ. Tiên sinh, không phải ta chủ động muốn tới đâu. Đột nhiên Khương Nghi Kỳ truyền âm nói, là tiên thiên đế quân muốn ta tới.
ngoài tham dự đại hội chư đế còn muốn ta lên chiến trường cống hiến cho Tiên Thiên Cung, ta không thể không tới được. Trung Nhạc tim khẽ động tiến tới truyền âm nói: Vậy Tử Quang Quân Vương có nói gì với ngươi không? Hai người gặp nhau, Trung Nhạc cười ha hả, dùng lực ôm chặt Khương Nghi Kỳ rất thân tình, cùng nhau đi vào trong Phá Thiên Quan. Bên ngoài không nhìn ra bất kỳ điều gì khác thường. Dịch Tiên Sinh vốn là nhân tộc, từng ở dưới trướng của Khương Nghi Kỳ bày mưu vạch kế cho hắn, sau đó mới đi theo Tiên Thiên Đế Quân. Lúc này gặp lại chủ cũ, đương nhiên là nhiệt tình, sẽ không gây ra hoài nghi gì. Tử Quang Quân Vương chỉ nói với ta hai chữ: cẩn thận. Ánh mắt của Khương Nghi Lão lay động, truyền âm đáp. Trung Nhạc căng thẳng, hắn đã trách nhầm Khương Nghi Kỳ. Khương Nghi Kỳ không phải hữu dũng vô mưu, sẽ không chủ động tới tham dự đại hội chư đế, càng không chủ động ra tiền tuyến. Chính là Tiên Thiên Đế Quân bắt hắn tới, hắn không thể không tới. Tử Quang Quân Vương nói hai chữ cẩn thận với Khương Nghi Kỳ, nhất định là nhìn ra điều gì đấy, chỉ sợ là biết Tiên Thiên Đế Quân đã động sát cơ với Khương Nghi Kỳ. Khương Nghi Kỳ đột phá tu thành đế quân, điều này đối với Tử Vi Tinh Vực và nhân tộc ở 3000 lục đạo giới là chuyện chưa từng có, đương nhiên trừ nhân tộc ở vũ trụ cổ xưa ra. Khương Nghi Kỳ thân là nhân hoàng, thân phận của hắn quá nhạy cảm, hắn tu thành đế quân chắc chắn sẽ có nhiều vị cảnh giác, mà Tiên Thiên Đế Quân là một trong số đấy. Chắc Tiên Thiên Đế Quân muốn mượn đao giết người để Khương Nghi Kỳ chết trên chiến trường. Chắc chắn Tiên Thiên Đế Quân muốn ta nhân cơ hội mà trừ bỏ hắn, hắn cảnh giác với nhân tộc tới cực điểm. Hồi đó là hắn tế Hỗn Thiên Đồ phong ấn tổ tinh lại, cũng là hắn giám sát Đông Hoàng cho tới khi Đông Hoàng chết ra. Còn bây giờ Khương Nghi Kỳ tu thành đế quân khiến cho hắn cảnh giác rồi. Trung Nhạc đột nhiên nhớ tới Tiên Thiên Đế Quân vẫn luôn rất nhẫn nhịn với Khương Nghi Kỳ, gần đây mới đột nhiên bắt Khương Nghi Kỳ lên tiền tuyến tham gia đại hội chư đế, trở thành mục tiêu của mọi người. Liệu có phải ma đạo chân thân của Tiên Thiên Đế Quân thành đế áp chế thần đạo chân thân, khiến tính tình của hắn đã thay đổi hay không? Thần đạo chân thân của Tiên Thiên Đế Quân hành sự quang minh lỗi lạc, rất có phong thái minh chủ, cho dù muốn giết Khương Nghi Kỳ thì cũng sẽ không mượn tay kẻ khác, đây không phải phong cách của hắn. Vừa rồi Trung Nhạc luyện thành thiên bàn, trong đó người tế hắc sắc ma bào chính là Tiên Thiên Đế Quân. Với khí phách của thần đạo chân thân của Tiên Thiên Đế Quân thì hắn sẽ không đi cướp thần binh của thần tử. Giờ xem ra chắc chắn đây là hành vi của ma đạo chân thân của Tiên Thiên Đế Quân. Vậy thì thần đạo chân thân của Tiên Thiên Đế Quân ở đâu? Tại sao thần đạo chân thân của hắn lại không hiện thân đây? Từ xưa tới nay, thần ma không thể cùng tồn tại. Từ khi Tiên Thiên Ma Đế, Tiên Thiên Thần Đế sinh ra tới nay, thần ma đã không thể đi đôi với nhau được rồi. Giờ đạo yếu ma mạnh, Tiên Thiên Đế Quân còn là Tiên Thiên Đế Quân trước kia hay không, thần đạo chân thân của hắn cũng không phải là bị... Trung Nhạc lắc lắc đầu, cùng Khương Nghi Kỳ đi vào trong Phá Thiên Quan. Hắn chuyển âm nói: Ngươi ở trong Phá Thiên Quan của ta, Tiên Thiên Đế Quân muốn động tới ngươi thì buộc phải đi qua ta. Ta không động ngươi thì không ai dám động vào ngươi cả. Khương Nghi Kỳ cười nói: Giờ ta là đế quân, tu vi thực lực không như trước kia, cũng không nhiều người có thể động đối tới được ta được đâu. Tiên sinh, nếu gặp chiến sự, ta có thể góp sức được. Trung Nhạc nhíu mày, Khương Nghi Kỳ đúng là bị Trúc Long Sách Quyền Công thay đổi tính cách rồi, giờ tràn đầy đấu trí và tín niệm tất thắng. Tuy Trung Nhạc hy vọng hắn có thể thay đổi, thế nhưng cũng không biết là tốt hay xấu. Phù Lê cười nói: Ổ ga, không nuôi nổi Phượng Hoàng, chúa công, nếu cứ bảo vệ nhân hoàng như vậy thì nhân hoàng sao trở thành lãnh tụ của nhân tộc ta được. Trung Nhạc cựng người, gạt sự rối rắm trong lòng sang một bên, cười ha hả nói: Được, nếu vậy thì ngươi cũng nắm giữ một chánh đại quân, quân đội của ngươi lấy thần nhân nhân tộc làm chủ, ngươi chọn thần nhân trong nhân tộc tự mình xây dựng quân đội là môn hạ của ta. Khương Nghi Kỳ mừng rỡ. Trung Nhạc lướt nhìn Hình Thiên và Sư Đà Đại Tôn. Hình Thiên thì không dám nói gì, thế nhưng Sư Đà Đại Tôn cười hề hề nói: Nhị lão gia, nếu như bọn ta ở hậu phương thì cũng thành gà trong ổ gà, không thể thành Phượng Hoàng được rồi. Hình Thiên gật đầu lia lịa. Trung Nhạc giờ khóc giờ cười: Vậy các ngươi đi theo nhân hoàng là được. Hai người hết sức mừng rỡ. Đại hội chư đế đã tới, Trung Nhạc hạ lệnh cho 1000 vị thần hoàng, 100 vị tạo vật chủ tế tiên thần tế đàn lên. Trên không trung treo chư đế bảng tương lai, tế đàn khổng lồ ở phía trên không trung của Phá Thiên Quan, kim bảng sáng loáng, quần hùng tụ tập Phá Thiên Quan vô cùng náo nhiệt. Lần này là đại hội chư đế tương lai, còn tập trung nhiều cao thủ trẻ hơn cả đại hội thiên đình lần trước. Dưới tới thần minh, trên tới đế quân, có thể nói gần như toàn bộ những thần ma có đế tư trong vũ trụ đều tập trung ở đây.
cho dù trận tranh giành đế vị đã ở mức vũ khí gặp nhau, nhưng thần ma đến phá thiên quan vẫn hơn vạn người. Đại hội này trăm năm mới có một lần, bỏ lỡ thì phải đợi trăm năm sau. À, Dịch thí, ta tới rồi. Đột nhiên một tiếng cười lớn vọng tới, chỉ thấy ma khí cuồn cuộn ngưng tụ thành mây, đông đảo ma thần đứng trên ma vân, thiên ma nữ tấu nhạc ca múa, Dương Quang Viễn và các ma tộc của vũ trụ cổ xưa ngồi trên ma vân uống rượu vui vẻ. Cường giả trẻ tuổi của ma tộc ở vũ trụ cổ xưa có tới hơn nghìn người, ai cũng thực lực cường đại. Tiểu tử của thần tộc đã tới chưa vậy? Đám ma vân bay tới phá thiên quan, Dương Quan Viễn đứng bật dậy, nhục thân biến to tạo thành bóng đen khổng lồ bao trùm phá thiên quan. Bên trong phá thiên quan, hàng nghìn cường giả thần tộc, ai nấy sắc mặt cũng tối lại. Dương Quan Viễn cười ha ha. Chư vị, đừng có tức giận vội, ta nói không phải tiểu tử các vị, ta nói tới đám tiểu tử thần tộc ở vũ trụ cổ xưa. Bọn ta định trên đường xử lý bọn chúng, kết quả lại không tìm được chúng kìa. Những cái tên tiểu tử đó vô cùng nghịch ngợm, cố tình ép ta. Cường giả các đại thần tộc trong phái thiên quan mặt tối sầm, Dương Quan Viễn không bận tâm, hạ đám ma vân xuống cười nói. Tiểu thần tử, Tử Vi tinh vực hình như rất không phục, không biết sự lợi hại của ta. Đề Mộc Bắc cười khẩy. Dương Quang Viễn, ngươi bị chư tà đánh bại, còn dám nghênh ngang ở Tử Vi ta sao? Dương Quang Viễn lướt hắn cười nói. Lão tử, bị chư tà đánh bại thì làm sao? Chư tà là tiên thiên tà thần của vũ trụ cổ xưa, không liên quan tới Tử Vi các ngươi. Thần ma trong Tử Vi các ngươi đều là một đám phế vật cả, đám lợn chỉ biết ăn, sớm muộn cũng sẽ bị lão tử thống trị thôi. Vừa rồi, hắn không chỉ đắc tội với thần tộc ở Tử Vi tinh vực, mà giờ đã đắc tội với cả thần tộc và ma tộc, khiến không ít cường giả đại nộ cùng đứng bật dậy. Cái tên thốn kiếp này còn biết tự tìm cái chết hơn ta kìa. Lúc này, Thiên Huyền Tử mắt sáng lên, cười hề hề nói. Hey, là một kẻ đáng để kết giao đấy. Dương Quan Viễn lướt nhìn hắn cười khẩy. Sao? Kết giao với ta sao? Người cũng là cái thùng cơm di động, cũng xứng kết giao với ta sao? Đám người trẻ tuổi của Tử Vi chẳng có kẻ nào ra gì cả. Thiên Huyền Tử tức giận, Hỗn Độn Vũ bên cạnh Trung Nhạc không kìm được nói. Người thua trong tay chư tà thì lại bị Dịch tiên sinh giết chết kìa. Tử Vi bọn ta vẫn còn người ra gì? Dương Quan Viễn cười ha hả, đắc ý nói. Hỗn độn thị, ngươi thua trong tay ta còn dám lên tiếng ngư? Dịch thị tiền thế cũng là tiên thiên thần của vũ trụ cổ xưa ta, không có tí quan hệ gì với Tử Vi các ngươi cả, hà tất phải chất vàng lên mặt mình như vậy? Vũ trụ cổ xưa bọn ta vốn không thừa nhận Dịch tiên sinh là cường giả được Tử Vi bồi dưỡng nên. Hơn nữa lần này ta tớ là có chuẩn bị phá vỡ thần thoại về Dịch thị, gột sạch mối nhục trước kia kìa. Đột nhiên một chàng cười lớn truyền tới. Hay, nói hay lắm, chư thần chư ma Tử Vi trước mặt thần ma vũ trụ của sư ta chính là đám thùng cơm không đáng nhắc tới. Trung Nhạc nhìn theo hướng phát ra tiếng cười, thấy thần quang cuồn cuộn, hơn nghìn vị cường giả thần tộc của vũ trụ cổ xưa dưới sự thống lĩnh của cường giả lục đại đế tộc tới phá thiên quan. Phần phó chủ Cốc Thái, Ma Hạo Tôn, Yêu Tinh Nguyệt cũng có mặt. Dương Quan Phiến cười ha hả. Đám tiểu thần tử, các ngươi tới đúng lúc lắm à, lại đây nào, ta một chiêu giết chết các ngươi. Thiên Huyền Tử xứng người kêu lên thất thanh. Hey, cái tên Dương Quan Viễn này đúng là vô địch tự nộp mạng mà.